Thưa quý vị, vào những ngày nắng nóng gay gắt, không ít người tham gia giao thông dừng xe đột ngột rồi núp dưới bóng cây hay bóng mát của những tòa nhà cao tầng khi gặp đèn đỏ. Việc dừng đèn đỏ không đúng quy định như vậy không chỉ gây ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn. Nam thanh niên đi xe máy trong clip sau đây cũng không ngoại lệ và hành vi sau đó của anh ta đã khiến cho nhiều người bức xúc. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết đoạn video ngắn này. Theo đó, khi đèn đã chuyển màu xanh, nam thanh niên này vẫn không cho xe di chuyển mà vẫn ung dung dừng ngay tại chỗ. Lúc này một chiếc xe khách đi đến và bóp còi ra hiệu. Vì bực tức tiếng còi, anh chàng này quyết định dừng luôn trước đầu xe để trêu người lấy xe. Sự việc khiến nhiều người bức xúc.